Xin kính chào quý vị, đây là một COVID-19 chuyện chưa kể. Thưa quý vị, hình ảnh ở ngay bên cạnh tôi đây là Martin Squarell, à, cựu CEO của công ty dược phẩm Turing của Mỹ. Đây là cái tên đã gắn liền với bê bối lừa đảo chấn động thế giới khi nâng giá một loại thuốc quan trọng có tên là Daraprim lên 5.000% à, dùng để à, chữa bệnh nhiễm ký sinh trùng. À, dù đang chịu án tới 7 năm tù, nhưng à, Scully lại khiến dư luận dậy sóng khi ngỏ ý được ra khỏi tù trong thời gian khoảng 3 tháng để nghiên cứu vaccine điều trị COVID-19. Và đó cũng là phần dẫn đề cho nội dung chính phần điểm báo của tuần ngày hôm nay. Sức hút của cuộc đua tìm kiếm vaccine chữa COVID-19. 3 tháng để tìm ra loại vaccine có thể được coi là một mong muốn đầy tham vọng, thậm chí là viển vông. Nhưng không chỉ có Squally, các tên tuổi khác trong ngành dược phẩm và khoa học đều đang trong cuộc đua rút ngắn thời gian từ 10 đến 15 năm phát triển ở vaccine xuống chỉ còn 12 tháng Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định quá trình tìm kiếm vaccine đang diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Tính đến nay thì đã có khoảng 115 loại vaccine được nghiên cứu trên toàn thế giới. Trong đó tiến xa nhất là công ty CanSino Biologics của Trung Quốc. Họ đang ở giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng. Hai công ty Moderna của Mỹ tạo ra vaccine sẵn sàng thử nghiệm trên con người chỉ trong có 42 ngày. Theo tính toán của tờ Financial Times thì cuộc chạy đua tìm kiếm vaccine này sẽ tiêu tốn tới hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Và với một dịch bệnh còn nhiều ẩn số như là Covid-19 thì trở ngại không chỉ ở việc là có đủ tiềm lực tài chính hay không mà còn là khoản đầu tư đó có xứng đáng hay không. Thực tế cho thấy là các công trình phát triển vaccine chỉ có ích khi và chỉ khi SARS-CoV-2 có khả năng quay lại càn quét thế giới trong tương lai hoặc là xuất hiện thường xuyên như là cúm mùa. Khả năng thương mại hóa có thể được coi là một yếu tố bất định và đòi hỏi sự đánh đổi lớn, điều mà ngay cả những tập đoàn dược phẩm lớn cũng đang phải e rè nếu không được các chính phủ tài trợ. Điều này thì cũng biến cho cuộc chạy đua nghiên cứu để đã trở thành một cuộc đua của các quốc gia. Vụ tranh cãi mới đây của Mỹ muốn bỏ ra 1 tỷ đô la Mỹ để mua độc quyền sáng chế vaccine COVID-19 của một công ty Đức có tên là QVAC là một ví dụ điển hình. Dù sau đó thì công ty Đức nói trên đã phủ nhận À, bên cạnh à, cuộc đua tìm ra vaccine mới cho Covid-19 thì à, cũng đang diễn ra một cuộc đua song song khác đó là thử nghiệm à, những loại vaccine và thuốc điều trị có sẵn dùng cho những bệnh khác tổng thống Mỹ Donald Trump là người nhiệt tình ủng hộ cho cuộc chạy đua này có một loại thuốc là hydroxychloroquine đó là một loại thuốc trị sốt rét rất phổ biến FDA sẽ sớm cấp phép và chúng ta có thể cung cấp chúng ra thị trường ngay lập tức để điều trị virus. Một tín hiệu tích cực hơn nữa đó là tạo ra miễn dịch COVID-19 từ chính các loại vaccine phổ thông hiện nay. Tờ sau Channel Morning Post thì đã nhắc đến một loạt nghiên cứu từ Mỹ, Anh cho tới Pháp về mối quan hệ giữa COVID-19 với những vaccine phòng lao, bại liệt hay là rubella tham vọng nhất là nhóm nghiên cứu đến từ viện Pasteur của Pháp cải tiến vaccine sởi để nó có thể đánh lừa cơ thể sản sinh ra những kháng thể chống COVID-19. Trong vài ngày gần đây thì thêm một hướng đi nữa cũng đang rất được quan tâm và kêu gọi đẩy nhanh đó là xét nghiệm kháng thể đại trà. Những người ủng hộ cho rằng là nó sẽ giúp đẩy đẩy nhanh cái khả năng đánh giá là miễn dịch COVID-19 trong cộng đồng từ đó có thể quyết định dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội hay không. Tuy nhiên thì giới nghiên cứu vẫn đang trong quá trình tìm hiểu cơ chế của những kháng thể này và đặc biệt liệu đây có phải là miễn dịch lâu dài với con người hay không. Vâng, dù đi theo hướng nào thì công cuộc nghiên cứu để hiểu và chế ngự được COVID-19 cũng không hề dễ dàng và khi mà con người càng nôn nóng muốn đẩy nhanh quá trình này thì những rủi ro cũng sẽ dễ lộ diện hơn. Thống kê từ Reuters đã chỉ ra rằng là toàn cầu hiện nay đã có tới là 150 bài nghiên cứu về COVID-19 được giới khoa học đăng tải. Nhưng rất tiếc, đến 60% trong số đó là những bản thảo công bố sớm, nghĩa là chúng được phát hành mà không hề trải qua quá trình bình duyệt nghiêm ngặt theo thông lệ. Thậm chí là ba trong số đó đã phải dỡ bỏ do những sai sót thưa quý vị. Mọi sai sót đều sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường, đặc biệt là với ngành khoa học. Do đó thì dù cuộc chạy đua tìm kiếm vaccine ngừa Covid-19 hiện nay đang rất được ủng hộ, nhưng ẩn sâu trong đó cũng ẩn chứa rất là nhiều những rủi ro, thậm chí là chủ quan duy ý chí đưa ra những số liệu chưa chính xác với mong muốn mình là số 1 à, Và trong khi chờ đợi vaccine COVID-19 được kiểm định và chứng nhận Thì giãn cách xã hội bên cạnh những biện pháp dự phòng y tế và nâng cao sức khỏe Vẫn là liều vaccine tốt nhất để chúng ta có thể vượt qua được cuộc khủng hoảng y tế lớn nhất trong nhiều thập kỷ này